Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí giám đốc của Viện Nghiên cứu Phát triển Ngành nghề. Trong khuôn khổ Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ tư Vĩnh Long năm 2019, sáng ngày 13 tháng 12 năm 2019 diễn ra Diễn đàn Phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu. Diễn đàn do Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức, thu hút đông đảo bộ, ngành, trung ương và địa phương tham gia. Diễn đàn có hai phiên: nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn cho lao động nông thôn và khung pháp lý và chính sách phát triển hợp tác xã trong nông nghiệp. Các đại biểu tập trung thảo luận những kết quả đào tạo nghề nông thôn thời gian qua, những bất cập, khó khăn, định hướng đào tạo nghề nông thôn trong thời gian tới để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế. Thời gian qua, chính phủ, các bộ ngành cũng có nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nông thôn. Và trong 4 năm, từ năm 2016 đến năm 2019, đã hỗ trợ đào tạo nghề cho hơn 1 triệu 800 nghìn lao động, vượt kế hoạch của giai đoạn 2016-2020. Các địa phương đã lựa chọn các ngành nghề đào tạo đáp ứng yêu cầu sản xuất của nông dân, phát huy hiệu quả sản xuất, chú trọng các ngành chủ lực là thế mạnh, gắn tái cơ cấu nông nghiệp, gắn đào tạo nghề với quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, các mô hình khuyến nông, dự án phát triển sản xuất đào tạo việc làm cho lao động nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tuy vậy, tình trạng đào tạo nghề nông thôn vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể, tình trạng cung chưa khớp với nhu cầu còn phổ biến. Một số nơi chưa thực hiện tốt việc khảo sát nhu cầu học nghề, chuyển đổi nghề của lao động nông thôn, từ đó chưa phát huy việc đào tạo với chuyển dịch kinh tế. Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nông thôn. Trong đó, tập trung đào tạo chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn theo hướng chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa, giúp nông dân thực sự trở thành công nhân nông nghiệp, rút dần lao động nông nghiệp chuyển đổi sang công nghiệp dịch vụ, làm cơ sở hướng tới hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá kỹ năng nghề nông nghiệp trong giai đoạn 2020-2030.